Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho nguy cơ sạt lở núi gia tăng. Tỉnh đang tập trung các biện pháp ứng phó, nhất là công tác di rời dân cư khẩn cấp. Ở trên địa bàn hiện nay có khoảng 160 điểm nguy cơ sạt lở núi, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2.000 hộ dân. Tỉnh yêu cầu các địa phương lập phương án di dân cụ thể, công bố đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin sạt lở kịp thời. Nhằm chủ động ứng phó thiên tai, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương sẵn sàng các phương án 4 tại chỗ, lựa chọn vị trí tạm cư, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để di dời người dân trong trường hợp khẩn cấp, tránh lở núi, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bà con đến nơi tránh trú an toàn. Đề nghị các cái sở ngành, ủy ban các huyện, thành phố là không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trong những tháng cuối năm để làm sao ứng phó kịp thời thời tiết thiên tai. Và trên cơ sở các cái phương án của các địa phương đi kiểm tra đánh giá và điều chỉnh, nâng cao cái tinh thần chủ động tại địa phương cơ sở để làm sao chúng ta có cái phương án ứng phó tốt nhất. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, trong đó có tái định cư cho các hộ gia đình bị mất nhà, bảo đảm trước ngày 31 tháng 12 năm nay, các hộ ổn định về chỗ ở. Những ngày này, cấp ủy chính quyền và từng hộ dân của tỉnh Hà Giang đang khẩn trương dọn dẹp sau lũ. Và những ngôi nhà mới cũng đã được khởi công, mang đến niềm tin về một cuộc sống mới. Hai tuần sau khi thiên tai xảy ra, vẫn còn ngổn ngang những công việc phải làm. Song với sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Hà Giang và sự chung tay của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và hơn cả nội lực của người dân, những ngôi nhà mới đã được xây dựng và hy vọng về một cuộc sống mới sau thiên tai đang dần hiện hữu. Thuộc diện hộ nghèo, bị mưa lũ cuốn trôi nhà cửa và nhiều tài sản khác, hai mẹ con anh Hoàng Văn Đại rơi vào cảnh trắng tay. Trước khó khăn đó, cấp ủy chính quyền huyện Bắc Quang, các nhà hảo tâm đã kết nối, huy động được 50 triệu đồng để giúp gia đình làm lại nhà. Căn nhà được xây dựng trong sự san sẻ đùm bọc của cả cộng đồng. Thì em sẽ cố gắng trong vòng một tháng nữa sẽ hoàn thiện ngôi nhà để em vào với mẹ vào ở. Còn tại xã Bằng Hành, huyện Quang Bình, lũ quét sạt lở đất đã cuốn trôi ngôi nhà và toàn bộ tài sản của gia đình anh Hoàng Văn Luân. Sau thiên tai, gia đình anh đã được họ hàng hỗ trợ đất làm nhà, địa phương và các nhà hảo tâm giúp đỡ 140 triệu đồng. Thay mặt gia đình em cảm ơn ban ngành xã với chính quyền địa phương với tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra hơn 20 đợt thiên tai làm 31 người chết, 20 người bị thương, 10.500 ngôi nhà bị hư hỏng. Xác định việc ổn định cuộc sống người dân sau thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang đã có nhiều biện pháp khắc phục hỗ trợ người dân. Những cái hộ mà có nhu cầu không ở lại nơi cũ mà di rời ra nơi mới, nếu có đất thì chúng tôi vẫn ưu tiên để hỗ trợ các cái chính sách cao nhất để tập trung cho bà con nhân dân làm nhà xong trước ngày 31 tháng 12. Qua thời gian, nỗi đau và những mất mát do thiên tai sẽ nguôi ngoai, dần được khắc phục. Bằng đôi bàn tay cần cù, sự chung tay của toàn xã hội, những ngôi nhà mới đảm bảo ba cứng sẽ được dựng lên. Con đường, ruộng nương rồi cũng dần được khắc phục sau nỗi ám ảnh về trận lũ kinh hoàng vẫn còn y nguyên trong tâm trí của người dân Hà Giang. Từ đêm qua đến giờ, một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên đã có mưa dông. Lai Châu có nơi mưa rất to trên 100mm. Dự báo mưa dông tiếp tục diễn biến ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trong ngày và đêm nay. Có nơi mưa to trên 70mm, nguy cơ gây ra sạt lở ở sườn đồi núi. Chiều và đêm nay, khu vực Thừa Thiên Huế tới Quảng Ngãi và Nam Bộ cũng có mưa dông rải rác. Có nơi mưa to trên 70mm, tiềm ẩn lốc, sét và gió giật nguy hiểm. Mưa to trong thời gian ngắn còn có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp khu đô thị. Thưa quý vị, quốc lộ 4H qua Ma Thị Hồ, huyện Mường Trà của tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào lúc 19 giờ ngày hôm qua 13 tháng 10. Lượng lớn đất và đá tảng rơi xuống chặn đứng hai hướng lưu thông, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, chỉ huy phân luồng, hướng dẫn các phương tiện, người dân di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn. Trước đó, khu vực này đã xảy ra sạt lở và đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã san lấp xong và thông tuyến cho xe cộ đi lại bình thường. Cũng trong ngày hôm qua 13 tháng 10, một vụ cháy ở cánh rừng khoảng 2 hectare tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long đã thiêu rụi thảm thực vật và nhiều cây rừng đang bị khô héo vì bị bão làm gãy đổ trước đó.
16 giờ 40 phút, lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân cử cán bộ chiến sĩ cùng tham gia chữa cháy. Lực lượng chữa cháy rừng đã phát quang đường băng cản lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng sang khu vực khác. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Do ảnh hưởng của bão số 3, các khu vực rừng cây tại Quảng Ninh bị gãy đổ nhiều, thời tiết hanh khô khiến cho các thảm thực bì dễ bắt lửa và lan rất nhanh.